Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bisemon. Và hiện tại mình và bé Celebi đã trở lại thế giới Ultrabit, nơi mà có cái Electrin nằm ở đây nè. Và mình sẽ thử dùng một quả Bisbon, thử xem coi mình có thể triệu hồi ra được Celebi Alien hay không á. Cái dạng này nhìn khá là đặc biệt luôn á, nên mình muốn thử ha. Rồi, và lần trước thì mình cầm một lúc nhiều quả Bisbon quá nên cũng chưa chắc là có được hay không. Lần này thì mình chỉ cầm đúng một quả trên tay thôi ha. Rồi, và thử xem. Nope, 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 nope. Úi. Nope. Vẫn không được. Nope, 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 nope. Ủa, lạ thiệt á. Mà trong khi nhá, mình xem trong cái Electrin này nè, nó bảo là mình có thể triệu hồi ra Alien Celebi bằng cách chuột phải vào cái Serene với quả Bisbon trên tay. Nhưng mà mình cầm Bisbon mình dục vô đây có được đâu. Bịp rồi. Trời ơi, chơi mà bịp người ta nha. Mà tiếc cái này không có đập được. Thiệt luôn á. Cái này mà đập được thì tới công chuyện với mình. Chắc chắn là nó nằm ở nhà của mình rồi đó. Nhưng mà nó không cho mình đập mấy cây ấy chứ. Thôi thì hơi xù ha. Vậy là chúng ta chỉ có được đúng một dạng thường của Celebi thôi hả? Rồi, giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục cái hành trình của mình ở thế giới Ultrabit thôi. Bữa nay sẽ có một cái thử thách nho nhỏ cho mình, cũng như là các em Pokemon trong đội hình ha. Là thử đi tìm những cái quái thú Ultrabit còn lại coi. Trong máy tính của mình thì hiện tại mình đã có được kha khá những quái thú Ultrabit rồi. Bao gồm là Guzzlord ồn ào nè. Rồi em Pheromosa, rồi Nagadel, Stakataka đồ nè. Đó, cũng được khá là nhiều ha. Rồi còn Katana nữa. Đấy, rất là dữ luôn. Ồ, nhưng mà khoan. Từ từ, ở đây có em Pokemon gì vậy? Đây là một Pokemon hệ nước. Ui, nhìn lạ vậy ta. Được, mình sẽ cho Regirago của mình vô chiến đấu ha. Ồ, hệ nước mà 5 sao luôn à. Căng đây, không biết em này tên gì nhờ. Huntail, em này có tên là Huntail ha. Uầy, nhìn rất là lạ luôn. Đánh em một cái trước cái đã. Rồi, tấn công trước nè. Xương xương được 1/3 cây máu ha. Úi, và mình đang đứng ở gần một cái cánh rừng luôn hả ta. Uầy, là một lợi thế nha. Tại vì một trong những Pokemon quái thú Ultrabit hôm nay mình cần tìm á sẽ xuất hiện trong cái cánh rừng này nè. Hợp lý, mình sẽ đánh xong boss hình theo xong rồi chúng ta sẽ đi xung quanh cánh rừng này á để tìm Pokemon đó nha. Rồi, thành công đánh bại hình theo. Và chúng ta có thể bắt luôn hả? Em này 5 sao nên chắc dùng Fastball đi. Thử xem, thử dần mai đầu ngày nha. Ui, có điểm rồi, có điểm rồi. Mới vô mà bắt hụt là thấy nghi nghi rồi đó nha. Đừng. Mình không muốn nguyên ngày nay bắt toàn trượt không đâu. Uầy, trên đây có em chim gì nhìn đẹp dữ này. Wow, đẹp vậy. Khiêu chiến thử. Em có tên là Braviary. Kéo rỉa trước nè, bữa nay cho Victini vô kéo rỉa luôn á. Đấy, nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà kéo rỉa hơi bị tốt luôn. Cấu rỉa thêm một cái nữa nè. Đó là sức mạnh của Victini á. Nhỏ nhắn nhưng mà hơi bị dữ đấy nha. Rồi bây giờ thì bắt cái em chim này thôi. Và mình sẽ thử với Ultra Ball xem. Mình đã bắt thành công em chim này rồi. Ừ. Và đồng thời thì golem điện của mình cũng học được chiêu phát nổ giống golem rộng nè. Cho học không nha. Vậy thì có lầy quá không? Cho học luôn. Mình sẽ cho hai em golem của mình đều có chiêu phát nổ ha. Gặp thanh niên nào mạnh quá là cho phát nổ liền. Rồi, và mình sẽ đưa cái em chim mới bắt vào để mình có thể cưỡi và khám phá ở cánh rừng này dễ hơn á. Bay được không? Ồ, bay tốt là đằng khác luôn. Kiểu bay không quá nhanh như vậy thì hợp lý này. Mình sẽ dễ dàng khám phá hơn ở cánh rừng á, chứ bay nhanh quá thì mình sợ mình bỏ lỡ Pokemon đấy. Giờ mình mới để ý là em chim mình á có cái dạng Hisuian. Nhìn rất là đẹp luôn.
Ôi cái dạng này làm sao để sở hữu ta? Đẹp quá à. Đẹp hơn hẳn dạng thường luôn á. Nhìn hơi bị đã nha. Ồ, phải chi em của mình là em dạng Hisuian đó thì hay quá ha. Thôi kệ, có em này thì dùng tạm đi ha. Biết đâu một hồi mình cưỡi ẻm lại gặp đồng loại của ẻm thì sao? Biết đâu bất ngờ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng gặp được một quái thú khác ở cái cánh rừng Utrabit rồi. Quái thú này có tên là Bus Wole. Trời ơi, nhìn như con muỗi vậy đó. Trời ơi, nhưng mà muỗi này bốn chân luôn nha. Sáu muỗi đàng hoàng, tay thì rất là to luôn. Trời trời, còn gồng chỗ khoe nữa cơ. À, láo tét. Mình sẽ cho Cinderay mình vô. Dám khoe body sáu muỗi với Cinderay hả? Vô em. Đấm cho một cái nè. Ái cha cha. Đúng là sáu muỗi có khác, rất là lì ha. Mình đánh nhẹ một cái mà đánh lại quá trời máu của Cinderay mình kìa. Chẳng qua là mình không muốn cho ẻm Dynamax thôi. Mình muốn kéo rỉa thôi đó. À, vẫn thích đánh à. Thôi, chủ yếu là đưa Cinderay vô rỉa máu thôi ha. Để một chút mình còn bắt nữa. Mà má ghét quá, mình có nên Dynamax lên cái không nhỉ? Quýnh cái cho bỏ ghét coi. Quýnh cái cho bỏ ghét luôn. Mày thì... À, vẫn thích đánh hả? Đánh thêm cái nữa, Cinderay. Này nè, hay lắm. Kéo rỉa thêm một lần nữa thì chắc mình tung bóng chứa là hợp lý rồi. Rồi rồi. Và vì là quái thú Ultra Beast đấy, thế nên mình sẽ ưu tiên dùng Beast Ball nha. Mình còn tới 10 quả hay sao á. À, 11 quả luôn. Quá tốt. Tung thêm một quả nè. Sao mà đỡ được. Cái này bắt mấy Pokemon quái thú Ultra Beast là cực kỳ đỉnh luôn. Chỉ đúng một quả duy nhất thôi là chúng ta đã sở hữu được quái thú Buzz Wole rồi. Buzz Wole hay là Buzz Wole ta? Buzz Wole. Oh, Buzz Wole. Ok, mình đã sở hữu được Buzz Wole rồi ha. Đây là một Pokemon vẫn là hệ giác đấu nhưng mà kèm theo hệ bọ. Quá dữ luôn. Nhìn có cánh đó mà không biết có bay được hay không nè. Nãy giờ mình cưỡi cái em Bravian này nhiều rồi. Mình sẽ cho em vô nghỉ đi. Đưa Buzz Wole ra thử coi. Có bay được không? Ui, bay được. Ui, có cánh đúng là đỉnh thiệt chứ. Bay được luôn. Ghê ha, đây 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 đây. Bắt đầu gồng chuột đấy. Gồng chuột rồi khoe body 6 muối đấy. Ngoài ra thì cái em này không còn thêm có chức năng gì ha. Ok. Nhưng mà cái hiệu ứng bay của Buzz Wole nhìn rất là đẹp luôn. Cái dáng bay như là siêu anh hùng vậy đó. Được thiệt sự này. Sức mạnh thì một xíu chúng ta đi test thì mới biết được ha. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục hành trình của mình ở thế giới Ultra Beast này thôi. Còn khá là nhiều quái thú Ultra Beast khác đó nha. Vậy thì chúng ta nghĩ sao về việc cho Cinderay của mình ăn súp mắt nha. Đúng rồi, hồi nãy mình thấy Cinderay chiến đấu với cái em Buzz Wole hơi cực một xíu ấy. Mình rất là đắn đo về việc cho ẻm ăn một bát súp mắt đó nha. Được. Bữa nay mình sẽ cho Cinderay gánh tem cực mạnh luôn ha. Đây, đưa ẻm ra một cái. Để cho ẻm ăn súp mắt vô. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ bổ sung thêm một ít kẹo Dynamax nữa. Đó. Ăn kẹo đi cưng. Rồi rồi, hiểu vấn đề rồi ha. Mình xách ra 12 cục kẹo là hiểu em này Dynamax lên sẽ trâu đến mức nào rồi đó. Úi, xong rồi. À, mình nhớ rồi, hôm qua mình bắt ẻm trong một cái chỗ đánh boss á. Nên ẻm đã có được một ít cái thanh Dynamax ở đây rồi nè. Giờ mình cho ẻm ăn thêm có 4 cục kẹo thôi là ẻm đã full rồi. Được nha. Giờ thì đi test sức mạnh. Ồ, hú hồn, tưởng đâu cái em boss này sợ quá chạy rồi chứ. Giờ thì chuẩn bị đón nhận sức mạnh của Cinderay khi mà Gigantamax nha. Úi, xong rồi. Chơi. Đánh em boss một hit một. Quá ghê gớm luôn. Cà phê mạnh dữ. Đã quá à.
Bây giờ mình phải tìm một cái em boss nào khác để mình test sức mạnh thôi. Với lại thấy được cái hình dạng của em khi mà Gigantamax lên nữa. Ô, mình nhặt thêm được một cái đĩa ký ức nè. Đây là đĩa ký ức hệ giác đấu. Ồ, được hết nhờ. Một đĩa ký ức mới dành cho cái em Sivali của mình ha. Quá tuyệt vời luôn. Ôi, à đây rồi, có boss đây rồi. Vô Cinderay ơi. Đây là boss cấp à, cái này cấp độ hiếm hay sao hả? Thử nha. Đây, mình sẽ dùng một skill hệ thường thôi, để chúng ta dễ dàng ngắm Cinderay khi mà Gigantamax lên. Khi mà em Gigantamax lên thì cái phần tay của em dài hơn hay sao nè. Và dưới chân của em có một quả cầu lửa rất là dữ luôn á. Và mình sẽ dùng chiêu cầu lửa luôn. Đó, cực kỳ mạnh á. Ngầu chưa, khoanh tay đứng trên cầu lửa. Quả thật là một Pokemon nhìn ngầu hết nước chấm luôn á. Chiến này thì đội hình Pokemon hệ lửa của mình có thêm một thành viên đáng gờm rồi. Có làng. Gần đây có một ngôi làng nè. Ủa nhưng mà sao? Ui bị lắc. Hèn gì mình thấy cái em Buzzwole của mình bay nó cứ bị giật. Không biết là có hội quán gần đây hay không nha. Có vẻ là không có hội quán gần đây rồi. Ê, bay lên em. Bay lên. Ui. Mình mà bị lắc máy á, là cái em Pokemon cũng sẽ tự động bay không nổi nha. Rất là nguy hiểm luôn. Kiểu như là người Pokemon hợp nhất vậy đó. Em mà bay không được là mình về nhà luôn. Ê, có hội quán. Ồ, gần làng có một hội quán nè. Ê, được nha. Chủ hội quán nhìn mặt vui vậy. Cười te tét được cơ. Được, đi xuống luôn. Mình vô luôn. Ngại gì vết bẩn. Bữa nay mới có em Cinderay đồ, Gigantamax đồ, nên mình sung lắm. Rồi, và trận chiến đầu tiên thì Cinderay của mình sẽ đối đầu với Lifion ha. Wow, em này nhìn đẹp vậy ta. Nhìn xịn thiệt ha. Nhưng mà cũng phải đánh với em thôi. Rồi, một em thì Dynamax, còn Cinderay của mình Gigantamax lên. Ô, em cũng chiến đấu rất là căng ha. Nhưng mà Cinderay đã kích liễu được Lifion rồi. Tiếp theo là Tangela. Nhìn khá là lạ luôn á, không biết Pokemon nó xuất hiện ở vùng nào ấy. Rồi, nhưng mà vẫn bị Cinderay của mình one shot á. Công nhận Cinderay Gigantamax lên. Nhìn đã thiệt á, vừa đã vừa mạnh nữa. Rồi, giờ thì tới cái em nhìn giống trái thơm vậy. Quýnh em luôn. Vẫn one shot được nha. Ôi không được, như vậy thì một mình Cinderay sẽ gánh tem đấy. Mình sẽ cho những thành viên khác, chẳng hạn như là cái em Buzzwole đi. Cho Buzzwole vô chiến đấu rồi chứ. Ui, bị quýnh. Rồi chúng đập luôn. Cho Buzzwole vô thể hiện chứ. 6 muối rồi body như vậy mà không đánh nhau thì hơi ổn nha. Đó, cũng ghê lắm á. Ôi, hết ghê rồi. Ui da. Ok. Chẳng lẽ phải nhờ tới Victini ta. Được, đây là trận chiến thứ hai của Victini trong ngày nhá. Dùng thử mấy kỹ năng mới này coi. Mạnh. Hồi nãy học được cho Victini cái năng này, bây giờ dùng phát hơi bị dữ luôn. Coi kìa, đốt rất là dữ ha. Giờ thì hình như còn mỗi cái em này thôi hả. Ui, nhưng mà em này thì đốt không dữ lắm á. Nhưng không sao, em còn cơ hội thêm một lần nữa. Vô. Thành công rồi. Ui, trận chiến này Victini. Ôi, nhưng mà Victini cũng bị gục chung luôn. Hay rồi. Đón nhận năng lượng rộng nè. Wow, thành công rồi. Vậy là chúng ta sẽ được một cái Quy hiệu rừng. Quy hiệu cánh rừng nè, Forest. Cái quy hiệu cánh rừng này nhìn đẹp đấy nha. Đã nha. Như vậy thì cái hộp đựng quy hiệu thứ hai của mình đã có được một cái quy hiệu đầu tiên rồi. Mình sẽ cho vô luôn ha. Ủa sao cho vô không được ta?
À mình phải ghi tên mình vô cái đã. Rồi cho vô. Đó, có được huy hiệu đầu tiên luôn nha. Hợp lý. Rồi, cảm ơn chủ hội quán vì cái huy hiệu nha. Nói chung đây là một huy hiệu đẹp đó. Ủa còn bây giờ ra đường nào ta? Ui ui ui, không đụng đụng đụng, ra đường này là bị cà khịa đấy. Chắc mình sẽ ra đường của mình đi ha, mình tự tạo đường đi đi. Đây, ra đường này là khỏi sợ bị mấy thành viên khác trong hội quán cà khịa ha. A few moments later. Ủa? Đây đúng không? Đây. Play Fallen. À đây rồi, đây rồi. Đây cũng là một trong những quái thú Ultra Beast nè. Ui ui, cái đầu lúc lắc nhìn ghê quá à. Vô quýnh mới được. Rồi, kèo này là kèo giữa hai quái thú Ultra Beast với nhau ha. Này, lần này thì Burst Walls 6 muối đang đấm rất là dữ ha. Đấm một cái nữa nè. Rồi, được rồi. Đấm cái nữa là đi luôn á. Burst Walls 6 muối đấm tới đó là đủ rồi ha. Giờ thì mình chỉ cần tung thêm một quả Beast Ball để xem coi có bắt được cái em Play Fallen hay không ha. Một quả Beast Ball không bắt được. Khó bắt rồi. Beast Ball là khắc chế của quái thú Ultra Beast mà còn không bắt nổi kìa. Mình phải thử thêm một lần nữa mới được. Hai lần thất bại. Khó rồi. Mình thử thêm một lần nữa, không được là mình sẽ dùng những cái quả bóng khác để mình bắt nha. Lần này lần 3 rồi đó. Ui, tới lần 3 thì bắt được rồi. May quá. Nhưng mà thiệt hại của mình là em Burst Wall 6 muối bị đấm sắp mặt rồi. Giờ thì kiểm tra cái em Play Fallen này coi. Em là một Pokemon thuộc hệ lửa với hệ ma ha. Ui, cái em Play Fallen này có thể phun lửa được luôn nè. Chơi nhìn ghê. Thế vậy thôi mà dữ dằn lắm nha. Còn có thể nấu được cả cái những món đồ trong lò nung luôn á. Nhưng mà ở đây mình không có lò nung để cho em test thử rồi. Sau chuyến đi ở bên thế giới Ultra Beast thì chúng ta cũng có được hai quái thú mới về đội rồi ha. Cũng khá là thành công ấy chứ. Nhưng mà em có thôi đi không? Khoe 6 muối hoài nhìn mắc mệt luôn á. Mình không có 6 muối mà em cứ khoe 6 muối kiểu như chọc tức mình hay sao ấy. Bực thiệt sự. Ôi, ủa sao tự nhiên bây giờ lại có thêm một thanh niên này là bán gì đây? What the heck? Ủa, làm sao đâu ra thanh niên này vậy? Trời đất ơi, hú hồn chim én. Nhưng mà cái Luxurious Orb của mình thì không có thể bán được ha. Ồ, tiếc gì cả. Phải bán được thì hay biết mấy, cái này chắc mình bán cũng được mớ tiền nếu bán được á. Tại vì cái này là thứ rất là quan trọng để mình có thể triệu hồi Palkia ấy. Không bán được thì thôi. Ủa, gần nhà mình có em Pokemon Espeon. Wow, em này đẹp vậy. Hệ siêu linh nha. Được rồi. Vậy, vậy là mình lại bắt thêm được một em Pokemon rất là đẹp về đội. Nhỏ nhắn vậy thôi nhưng mà mình cưỡi chạy rất là nhanh nữa nha. Và cái em Espeon đó là dạng tiến hóa của Eevee hay sao ấy. Em Eevee này thì mình chưa có bắt được luôn. Nhưng mà không sao, có được em Espeon này là thấy thích rồi đó. Màu của em thì cũng là màu hồng hồng nữa. Cho vô đội hình Pokemon màu hồng của mình luôn. Hợp lý. Vẫn là Duraludon nhưng mà là boss cơ. Chả hiểu luôn. Thôi thì đánh đi. Tiếp tục đánh thôi chứ biết sao giờ. Với cả đây là boss cấp Ultimate ấy, nên hy vọng là sẽ cho đồ xịn nha. Rồi, cho Cinderace Gigantamax trước nè. Kèo nhẹ 1/4 cây máu nha. Đừng có đùa nha Duraludon. Ui, coi em mạnh chưa kìa. Trời ơi, đấm một phát Cinderace của mình còn có 1/3 cái máu thôi. Cố lên Cinderace. Ui, em chỉ kéo được 1/3 cái máu của Duraludon thôi. Khó rồi. Thôi, trợ giúp. Quyền trợ giúp Pokemon khác thôi.
Blade Falang thì sao? Thử xem. À, còn cơ hội nè. Blade Falang. Đốt Luda Luda nào. Đốt nhẹ cái nha. Đốt thêm cái nữa nha. Tiếp tục thôi, cứ vậy mà phát huy. Được thật sự. Vậy mới có chịu đó, đánh kiểu từ từ vậy đó. Rồi. Và kết liễu thôi. Ui, chưa kịp kết liễu nữa. Hơi xu nha. Trời đất ơi. Rồi, để cho Golem điện kết liễu đi. Ừ, mình lại được thêm một cái đồng hồ cát. Ê, và gần đây có NT xuất hiện. NT nè. Đâu ta? Đâu? Đâu nào? Có thấy NT đâu? Ô kìa. Mình thấy NT rồi. Được nha. Và để coi mình sẽ đưa ai cấu rễ vô nha. Đưa Buzzwall đi. Nãy giờ Buzzwall khoe 6 muối hoài nè. Cho em ra trận các thứ rồi chứ. Vô. Chúng ta sẽ khiêu chiến với NT ha. Và mình đã từng bắt NT một lần rồi nhưng mà không thành công ấy. Nên lần này mình cũng nghi là mình sẽ không bắt được NT cho lắm. Rồi cấu rễ trước nè. Ok, ổng áp đấy. Tiếp tục cấu rễ đi Buzzwall. Chắc thêm một đòn nữa đi nhờ. Cho NT yếu hẳn đi. Ui. Sao tự nhiên đòn này mạnh vậy? Tới hồi. Trời đất ơi. Em này lúc mạnh lúc yếu là sao? Ủa, lúc đầu đánh có 25% máu mà sao đòn thứ ba đánh mạnh vậy? Đã vậy còn có một cái hội quán gần đây nữa chứ. Lý tưởng nha. Rồi, giờ bây giờ mình sẽ test sức mạnh đội hình mới coi. Đội hình hôm nay sẽ bao gồm hai quái thú Ultra Beast mới nè. Victini, Cinderay và hai em Golem á. Wow, đội hình này không biết là sẽ ra sao đây nha. Mở màn thì chắc mình sẽ cho... Ủa? The trainer only cat battle once by each player. À, vậy là cái hội quán này mình đánh rồi hả? Trời ơi. Mừng học rồi. Hội quán này mình đánh rồi mà mình không nhớ. Rồi luôn, đi đánh hội quán quá 180 phút luôn. Quyết. Trên bầu trời hiện tại đang có một em Rayquaza. Boss cấp độ màu tím là hình như là Epic thì phải. Đâu rồi? Đúng không? Chính xác. Rayquaza cấp Epic lận. Mình muốn thử sức Regirago thêm một lần nữa. Hôm qua ở thế giới kết thúc ấy, một mình Regirago đã cân Eternatus rồi. Vậy thì mình sẽ thử ẻm với kẹo căng hơn thì xem như thế nào nha. Tấn công thử. Ồ. Regirago tấn công Rayquaza được cỡ 70% máu trong một hit nha. À, Rayquaza đánh có nửa cây hả? Và kết liễu rồi. Ồ. Xịn vậy. Ủa, hồi nãy boss cho mình cái gì ta? Cho mình kẹo hay sao á? À, kẹo rồi răng rồng các thứ nè. Quay cái răng rồng này là cho cái em Regirago hợp lý luôn. Em là một Pokemon hệ rồng mà bây giờ còn có răng rồng từ Rayquaza nữa. Mạnh lại càng thêm mạnh rồi. Và đây là... Mình tìm ra rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm được cái chỗ Archalis rồi. Nó nè. Đây là thứ để chúng ta ghép tất cả các mảnh Blade lại với nhau để tạo ra một vật phẩm cực kỳ xịn sò. Và từ vật phẩm đó thì chúng ta mới có thể triệu hồi ra đấng sáng tạo. Trời ơi, cuối cùng thì cũng tìm ra rồi. Giờ là tới công đoạn quan trọng nhất nè. Là mình sẽ ghép tất cả các mảnh Blade lại với nhau. Đây, coi cho kỹ nha. Ôi, thôi, đưa em này vô trong đi. Em mua múa nhìn ngứa mắt quá. Rồi, mình sẽ ghép từ Blade băng. Rồi, cho hết vô. Mất cũng khá là nhiều thời gian á. Rồi, nãy giờ là cho được 4 miếng rồi đúng không ta? 1, 2, 3, 4. À không, 5 miếng rồi.
miếng thứ 6, miếng thứ 7, thứ 8, thứ 9, 10 và 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 miếng. Rồi rồi rồi, không biết mình có đếm sai hay là không nữa, nhưng mà bây giờ có vẻ là vừa đủ hay sao. Chính xác rồi, vừa đủ để tất cả miếng ballet xoay xoay vòng vòng lại kìa. Hiệu ứng nhìn đẹp ghê ha. Rồi luôn. Sau đó thì chuẩn bị kết hợp lại. Tèn tèn. Kết hợp xong rồi. Và sẽ tạo ra cho mình một cái vật phẩm tên là Azure Flute ha. Azure Flute. Hết rồi. Cái này mình có bưng về nhà được không? Ôi không cho bưng về. Ôi tự nhiên trên trời có một hiện tượng lạ, sao nhiều chim vậy? Mà chim cùng một loại mới ghê chứ. Kìa. Trời. Ôi sao tự nhiên mình chế tạo cái Azure Flute này xong trên trời có hiện tượng lạ vậy? Ui sợ quá, phải chuồn trước thôi. Ở đây có Rapidash. Ngoài tự nhiên này. À, em ngựa này nhìn chiến vậy ta. Chiến hả? Đưa em Rapidash cầu vòng của mình vô liền. Vô. Đụng nó trụng nè. Em là đi chơi hơi sai ngày rồi đó nha. Đụng hàng là không được đấy. Xong. Rapidash của mình đã làm gỏi em Rapidash ngoài tự nhiên rồi ha. Và sẵn tiện gần đây còn có ngôi làng nữa chứ. Để coi thử coi. Coi có hội quán gần đây không. Có đi. Úi, có thiệt. Đây là một hội quán mới hay sao ấy. Hội quán này có cả tuyết cơ. Vậy là chắc sẽ sử dụng Pokemon liên quan tới tuyết ấy. Mà tuyết thì trong đây chắc là chỉ có Pokemon hệ băng thôi. À, được nha. Thôi, mình sẽ nhảy xuống đây. Kỹ năng hết đó, bây giờ đột nhập vô hội quán là cả một kỹ năng đấy. Và đội hình mình sẽ đưa ra em nào giờ ta? Cinderace vô chứ, đúng rồi. Nay mới ăn súp mắt là phải cho Cinderace thể hiện một xíu á. Wow, chủ hội quán mặc đồ nhìn có vẻ nguy hiểm đấy. Nhưng mà mặc kệ, khiêu chiến trước tính sau ha. Rồi, vô Cinderace. Tấn công. Ui, one shot rồi. Chưa kịp Dynamax là Cinderace đã one shot đối phương rồi. Quá ghê gớm luôn. Kèo này ok nè. Tiếp tục là one shot Cinderace Gigantamax. Quá dữ luôn á. Ôi. À, đối thủ còn 3% máu chứ không phải one shot đâu. Đánh thường cái đi. Chưa skill xíu mình dùng tiếp. Đừng có hồi phục nữa. Blaine mình múa nhìn mắc cười thiệt á. Nhưng mà đừng có chủ quan nha. Hơi bị mạnh đấy. Rồi lửa đốt luôn. Quá tốt à. Hình như đây là Pokemon cuối cùng đấy. Ý, chiến thắng rồi. Yes. Mình đã chiến thắng hội quán này rồi. Và mình được một cái huy hiệu mới nè. Wow, cái huy hiệu này đẹp thiệt. Được thiệt sự. Hôm nay chúng ta đã có được hai huy hiệu mới. Mà huy hiệu nào cũng rất là đẹp luôn. Rất là tuyệt vời ha. Trời, trong hội quán còn có nhà cửa các thứ đâu nè. Có ghế. Ui, cái ghế đẹp thế. Ui, cái ghế này mà gắn vô cái phòng làm việc của mình hơi bị đỉnh luôn. Còn có cái học tủ nè. Cất đồ vô được không? Ui, cất đồ được luôn. Tiện dụng vậy. Toàn là đồ nhà mình thiếu không à. Còn có cái thùng rác nữa. Lượm luôn. À không, mượn. Mượn thôi nha. Anh đừng có hiểu lầm nha. Tôi mượn á. Chứ nói gì là ẩu rồi đó. Rồi, giờ thì tìm đường ra khỏi hội quán thôi. À, cái đây anh này là anh... kiểu như là lễ tân của hội quán á. Đây là hội quán Snowflake. Ok. Hội quán này rất là xịn luôn. Có mấy cái đồ gia dụng đây... hữu ích ghê luôn á. Như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta đã cho
Cinderite, một em Pokemon mới về đội của mình thôi, ăn súp mắt và trở thành dạng Gigantamax cực kỳ xịn sò á. Nhìn cái quả cầu này thôi là thấy chất lượng rồi đó. Đồng thời thì chúng ta cũng sở hữu thêm hai quái thú Ultra Beast mới, đó chính là Blayfallon. Em này thì hình dạng nhìn khá là giống chú Hề á. Còn bên đây là Buzzwole, thanh niên thích khoe sáo múi với mình lắm. Gặp đối thủ cũng khoe sáo múi cho đối thủ luôn. Và cái kết thì thường là bị đấm sắp mặt á. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi may mắn ngày hôm nay. Liệu rằng sắp tới chúng ta có thu phục thành công đấng sáng tạo hay không? Câu trả lời sẽ có sớm thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.